xem xong nhớ like và subscribe kênh YouTube của Quốc Cường TV nha các bạn. Rồi giờ bắt đầu xem video thôi. Đây lúc này đang là khoảng tầm 4 giờ sáng nha các bạn. 4 giờ sáng nhóm mình cùng và cùng với nhóm từ thiện của chị Trang Trần, siêu mẫu Trang Trần, để mà đi lên làm phân thu cho tụi nhỏ. Đây là xe đây, mình ngồi cái băng ghế cuối và những thằng thợ QC mềm xương hết rồi, nằm chằn bạc mày cũng thả mỏ luôn. Đó, thấy không? Để thả mà đi chiếc xe hư mà chạy từ thành phố Hồ Chí Minh lên Gia Lai mà tới 15-16 tiếng, các bạn tin nổi không? Rồi đi lên từ 4 giờ sáng mà chạy lên tới trên này tới như giờ mình đang 9 giờ mấy luôn. Nhóm đó, đang làm chuẩn bị công tác lồng đèn. Và mình hôm nay là mình dắt cái nhóm này là nhóm thứ nhất, khởi hành vào 4 giờ rưỡi sáng tối hôm qua. Và hôm sáng này là 4 giờ rưỡi sáng và đi lên đây là tới thành phố Pleiku. Xe bị trục trặc nên tới đây lúc khoảng tầm 12 giờ. Alo. Má giờ quẩn tí mà khoảng tầm 9 giờ. 9 giờ tối thì mới lên tới đây, xe bị hư. Và sáng nay mình phải về bắt xe taxi từ đây về trường chia xe á, để rước thêm một nhóm nữa, tại vì có hai nhóm lận. Và nhóm này là quá trình tổ chức trung thu cho tụi nhỏ nha. Các bạn thấy không? Anh em QC ngày mai sẽ cắt tóc cho bọn nhỏ. Và mình sẽ quay toàn bộ cái gì đó, cái quá trình làm việc để chuẩn bị cho ngày mai các bạn xem nhé. Rồi ngày mai các bạn báo xem những cái clip khác của mình nữa nhé. Đây đây, anh em QC cầm cái lồng đèn lên coi, mỗi người cầm lồng đèn lên coi. Cái màu hồng em đâu mọi người? Đó đâu mấy thằng già chơi lồng đèn đây. Con ở trên cái đây lồng đèn, lồng đèn đâu, bật lên coi, rước đèn đi chứ, đi vòng vòng đi chứ, bật lồng đèn lên chứ, bật lên. Bật lên nha. Rồi rước đèn xung quanh đi. Một, bắt đầu rước đèn nha. Rước đèn đi xung quanh đi, đi. Hát nữa chứ, vỗ tay hát nữa chứ. Chụp hình đúng không? Nhìn đây. Đưa đèn lên. Rồi, ok, có chụp hình rồi đó. Rồi, cứ dơ lồng đèn cao lên, bật hết lồng đèn lên rồi, dơ sáng lên. Rồi, quá đẹp. Đây. Đây là những chiếc lồng đèn cho những em nhỏ vùng cao đó. Đó, dưới lồng đèn rồi các bạn thấy không, rất là nhiều lồng đèn. Mà trước khi nó chơi, người lớn chơi trước đã. Đây nữa nè, đây nha anh em QC, giơ tay lên chào khán giả của Quốc Cường TV một cái coi nè, là to lên, 1, 2, 3. Có để lại một like mà subscribe. Sorry. Mọi người ơi, sáng 5 giờ mọi người dậy giùm chị, 6 giờ là xe lăn bánh nha. 5 giờ là có mặt ở đây, 6 giờ là xe lăn bánh đi nha. 5 giờ có mặt. 6 giờ có mặt. Đây. Sao? Đây nha. Nha. Tại vì biết sao mà dậy sớm để đi sớm. Còn bà còn làm được nhiều việc. Dậy sớm mới thành công. Không. Vậy thì nói bây giờ ngày mai mà dậy trễ là phạt một người 500 ngàn. Rồi. Ok. Một đứa dậy trễ phạt 500 cò.
tha thuốc luôn, tha thuốc luôn. Ngủ cả ngày mệt mỏi lắm cả nhà. Ngủ 15 tiếng. Má vợ nóng thiệt á. Rồi. Anh em đang thảo luận về cái việc đi buổi sáng tập trung dậy. Anh em nhớ dậy đúng giờ nhá. Nha. Thằng nào ngủ dậy trễ bóp giấy nó cho. Coi đi dài chưa nè. Đây. Nó buồn cười quá, ngày nó thật thà vậy ạ. Nó không cái vị nó cái bóc vị thì nó giật. Nó đưa xong rồi mặt nó cũng náo bà bông. Anh em chuẩn bị được hết rồi. Mấy này giờ mới gắn pin vô. Đó, mới gắn pin vô đây. Gắn pin vô. Bỏ pin vô trong này nè, mấy này mới chuẩn bị phụ làm ha. Để ngày mai đứa nhỏ là chợ để lên này chơi thôi. Chịu khó, anh bỏ đúng không? Anh mở cửa anh cho không có khóa. Rồi anh mở em. Anh thao đi, anh mới mở ra lại rồi. Rõ ràng để ăn xong ghé thấy cái túi bóng đâu. Đoàn toàn bóng không, sợ chừng này chơi hết mấy gì nữa. Dạ. Đây Phong Thủy Linh ơi. Đây. Chất vô đây nè. Nhìn đây là chai. Chai không. Rồi. Mình kết thúc video ở đây ha. Các bạn theo dõi kênh của Quốc Cờ TV, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Sẽ có một cái clip nó hay hơn. Mình sẽ dàn dựng kỹ hơn để cho các bạn theo dõi toàn bộ cái chương trình của đoàn công tác của mình. Thì cái nhóm này thực sự là cái nhóm đầu tiên thôi. Các bạn thấy không?